Trời ơi, anh lồng lắm đi. Rồi, đi lên lấy kẹo cho bạn, đi lên. Ừ, ăn mỏng nó đi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Amy Family, cuộc sống Mỹ du thà của mình. Video hôm nay mình sẽ ghi lại quá trình đi xin kẹo mùa Halloween của các bạn nhỏ nhà mình đó các bạn. Halloween ở đây thì các bạn nhỏ sẽ được hóa trang thành những nhân vật mình yêu thích. Sau đó thì sẽ được người lớn dẫn đi khắp xóm, gõ cửa từng nhà để xin kẹo. Ok, let's go. Các bạn nhỏ sẽ đến gõ cửa từng nhà và nói câu trick or treat, đại khái là cho kẹo hay là bị ghẹo. Trick có nghĩa là đánh lừa, chỉ ra sự trò đùa nghịch ngợm trong ngày Halloween. Còn từ trick có nghĩa là tiếp đãi, đối xử tử tế. Câu nói trick or treat mang hàm ý, nếu không muốn bị chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi món gì đi. Khi mà các bạn nhỏ gõ cửa thì sẽ có những người ở trong nhà đó ra phát kẹo cho các bạn nhỏ. Tuy nhiên cũng có một số nhà chỉ để cái thao kẹo ở trước cửa đó, rồi các bạn nhỏ sẽ tự mỗi bạn lấy một viên kẹo. Mọi người gặp nhau và chúc nhau một ngày Halloween vui vẻ. Happy Halloween. Nào bây giờ mời các bạn cùng đồng hành với mình để xem đi xin kẹo Halloween như thế nào nha. Đi ra đi. Coi chừng té. Đi thêm mẹ. Cái mỏi tay không Berry? Thank you.
Halloween. Đây, đưa bánh mì đây. Mì gói này. Rồi, đi. Hey. Chú Bê vẫn đi ra đường chú Bê. Có trang trí nè. Trick or treat. Đi thẳng đi chứ Bê, đi đâu đi lùi vậy? Gõ cửa thử coi. Gõ cửa đi. Không gì đâu sợ, có gì đâu sợ. Nó khổ chạy rồi.
Cho nhìn tay. Cái thằng lĩa thấy không? Trèo ở dưới á. Lấy đi. Kiều Quy, đi. Chờ ba mẹ với. Có chó sủa nó sợ em đi nó. Đó, có chó sủa nó sợ. Quay qua chụp hình ơi. Đi. Happy Halloween. Happy Halloween. Rồi xong. Giờ về lấy xe đi mo hả? Muốn không? Đấy, đi, đấy. Ngãi gì máy cứ đóng đi làm đó. Nguyên con cá thu bự chà bá luôn. Gì? Trời ơi, nhìn là thấy cá thèm ăn canh chua cá hú. Rồi đi đi đi, hai đứa làm gì vậy? Nắm tay, hai đứa nắm tay đi. Trời ơi, hai đứa anh em tình thương mến thương quá ha. Có gì đâu. Đi theo mẹ lẹ lên. Thì thằng lớn làm sao nhỏ bắt chước vậy thôi. Có người không biết ai đây. Rồi đi đi nào. Đi nào. Nào. Ô cái điện thoại sắp rớt rồi kìa ba. Ờ ba dịnh được không? Ờ dịnh. Ok. Ê nó bị méo kìa ba. Nhưng mà ma hắt bạch vô thường. Thấy bạch không? Nhà nè. Hai đứa nó đâu rồi? Dạ đi nè hai đứa. Ừ. Ừ. Thì một thằng trắng một thằng đen hát lại chưa tới. À, đó anh hai nó cũng hả lùng lùng giống Berry đi cũng dễ thương. Thì phải đúng đó, phải đúng tuổi thì mới phải, đẹp. Berry
Hôm nay nhà này sao không có tụ tập đông vui giống như năm ngoái ha. Đi. Ngủ không? Đi. Ừ, lên xe đi. Sao mấy đứa nít ở trong nhà này đâu hết rồi, còn hai ông già, hai ông bà già buồn. Thank you. You're welcome. Rồi đi. Đi đi nào, đi đường này, đường này. Đi đây. Rồi đi. Happy Halloween! Đưa con đi khắp thế gian. Thank you. Ờ, không gian lớn giống như đang ngồi vậy đó. Mà chu rít quá. Ờ rồi. Ok. Nàng tiên cá mà có chân á. Ok. Rồi. À, chân dài. Okay. Nói này giống dắt cái cầu quá ha. Ok. Hãy subscribe.
Bye.
Cười nè con. Cười nè, cười nè. New York City. Cảm ơn các bạn đã chọn xem video của mình. À, nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.